thêm một bé, bây giờ hết bé rồi, bây giờ là một bà lứa đầu mà các bạn, hoa lên lớp chuẩn bị sinh sinh nữa các bạn nghe, mình rất mừng đó các bạn này. Hy vọng là bé sẽ sinh bình an. Rồi mình đêm nay mình sẽ canh. Cuối cùng mà đang mà cũng đẻ các bạn ơi. Mình biết được mấy bé đây. Đẻ rồi các bạn ơi. Ba bé à, ba bé đều giống cha hết trời, không có một bé nào giống mẹ hết, ba bé giống cha hết luôn, mà một bé nhỏ quá. Để bỏ Mẹ này các bạn, không có một bé nào giống giống mẹ hết, giống cha không. B mẹ thì mẹ đen, cha thì cha trắng, không có bé nào giống cha luôn. Bỏ rấu vô cho nó. Kệ nó, bà nhỏ quá, ổ không biết. Lúc đầu tiên các bạn, lại thêm miếng nữa. Nó hơi bụi á các bạn, mình phải đêm mình thức mình canh cứ 2 tiếng mình dậy, 2 tiếng mình dậy. Lứa đầu mình không có cách đẻ cho nó, lứa đầu cách đẻ nguy hiểm, có kiện mà giờ cũng còn phi các bạn ơi. Rồi giờ nằm đây đi, rồi chích cho mẹ mũi thuốc. Mẹ mẹ đang mà đẻ ba con ra giống cha hết, cha này các bạn. Cha cha đó, cha trắng các bạn ơi, đợt này sao nó mạnh ghê. Con này thì chưa về hết, con này thì chưa về hết. Con này thì cũng ok mà chưa nhổ lên, nhổ được mấy cái lông. Nuôi thỏ các bạn thấy cũng cực lắm các bạn ơi, đam mê phải chăm nó kỹ. Lứa đầu mình không có cách đẻ cho nó, để cho nó tự nhiên á. Thôi giờ bọn chích cho nó mũi thuốc, tội nhìn là biết đuối quá rồi. Thôi chích cho mũi thuốc ngang, cắn từ lỗ lông dưới, nó có sữa nhiều. Con này cũng chưa, con này ngày 26 nay mới hôm, bữa nay là đúng ngày 26 nữa nè, chắc 27 mà để. Còn tụi này là 20, 24, nay 25, tối 25
nhỏ lâu nhiều cũng chưa có đẻ, là cũng mệt lắm rồi, nằm im rồi. Thôi mình chào các bạn nghe, để mình chích thuốc cho thỏ đã nghe các bạn. Nó cũng đuối quá à, các bạn nè, mệt quá rồi đó, thở khổ tơ kệ đó. Vậy là mừng rồi các bạn à, chúc các bạn ngủ ngon nha. Giờ này cũng quên mất là mấy giờ luôn á.